ôn lại một chút, là cái bài đầu tiên đó là chúng ta tìm hiểu và chúng ta khẳng định thẩm quyền của Kinh Thánh, không những là trên những người mà tin kính Chúa, nhưng mà lại còn trên lịch sử thế giới đã qua và lịch sử thế giới sắp tới. Thành ra khi mà chúng ta nắm được cái những cái căn bản nhất của Kinh Thánh đó, thì chúng ta rất là gọi là gì, là vững lòng. Tại vì thật ra đó là chính Chúa cũng nói là không có cái điều gì mà Ngài làm mà Ngài không tỏ ra cho chúng ta biết, và Ngài tỏ ra bằng cách nào? Ngài tỏ ra trong chính lời của Ngài. Thành ra chúng ta có lời Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng chúng ta biết được thế giới sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ đi về đâu, rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mỗi người chúng ta có thể tự tin mà tuyên bố với tất cả mọi người về cái điều đó. Phải không ạ? Giang Nam, rồi cái bài thứ hai mà chúng ta học đó là chúng ta học về gọi là năm sách ngũ kinh, thì chúng ta biết là năm cái sách đó là nó đều có cái chữ ký, phải không? Thành ra chúng ta đã học qua, mà để mình nhớ đó là mình cứ nhớ theo cái thứ từ thời gian thì nó cũng rất là dễ. Bao giờ cũng vậy, thì nó phải có cái bắt đầu, thì cái bắt đầu là sách sáng thế của chúng ta, chúng ta đã học rồi. Sau cái sách sáng thế thì chúng ta có xuất hành, khi mà Môi-se bắt đầu công việc đưa dân sự ra khỏi đất Ai Cập, rồi xuất hành. Khi mà ra khỏi đất Ai Cập như vậy, cả triệu con người mà không có một cái phép tắc, cũng không có một cái gọi là cái foundation, không có một cái hình thức sinh hoạt nào, không ai biết là mọi chuyện sẽ ai sẽ xử, ai sẽ có những chuyện xảy ra, thì hành pháp, lập pháp, tư pháp, không có gì hết trơn, phải không? Thành ra cái đầu tiên đó là Chúa phải thành lập một cái đất nước với một cái gọi là gần như là một cái hiến pháp của nước Chúa, và hiến pháp đó bắt đầu bằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời, qua những cái nghi lễ, dâng con chiên, vân vân, thì chúng ta biết là nó sẽ đi đến cái quyển sách thứ ba là Lê Vi Ký. Trong trong đó thì dĩ nhiên là đầu tiên Chúa dạy cách thờ phượng, xong rồi Chúa dạy cái gọi là mọi chuyện, từ gọi là nếu mà nói theo cái kiểu mà Việt Nam hay nói là trong nhà ngoài ngõ gì đó là Chúa dạy hết đó, là từ cách ăn uống, cách vệ sinh, cách rồi những cái luật lệ về sức khỏe, rồi có những cái luật mà phải đối xử với nhau như thế nào, rồi này kia vân vân, thì là nếu mà chúng ta học, chúng ta đọc, chứ chúng ta đọc Kinh Thánh theo cái chương trình của hội thánh mình, thì chúng ta cũng đã học được, đọc được hết Lê Vi rồi, phải không? Rồi sau đó thì chúng ta qua tới dân số, thì dân số thì nói về, nó đánh dấu hai cái cuộc kiểm tra dân số mà Chúa ra lệnh cho Môi-se phải làm, và cùng theo đó là chi tiết những câu chuyện đã xảy ra trong đồng vắng suốt 40 năm. Chúng ta cũng đã học được, đọc được tới hình như cũng gần chương 10, 15, 16 gì rồi của sách dân số, phải không ạ? Rồi cái sau đó là cái sách cuối cùng của dân số, thì chúng ta biết đó là sách phục truyền, tức là khi mà Chúa coi như là cái thời hạn của Môi-se đã đến,
thì Chúa cho ông yên nghỉ ở bên ngoài đất hứa, nhưng mà trước khi ông yên nghỉ thì ông viết những cái lời dặn dò, thuật lại ca ngợi cái sự vĩ đại của Chúa đã chẳng những là dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập, nhưng mà là còn chịu đựng họ trong đồng vắng như thế nào. Đó thì là chúng ta như vậy là chúng ta học được sẽ coi như là năm năm sách Ngũ Kinh. Tuần trước là chúng ta học 12 sách, thì bây giờ hành để một chút xíu thời giờ mỗi người chúng ta, nếu mà chúng ta có bút thì chúng ta thử chúng ta ngồi chúng ta viết lại theo thứ tự 12 sách tuần trước chúng ta đã học là gì nha. Bây giờ mình cho nhau khoảng chừng 2-3 phút gì đi, rồi Hạnh cũng viết luôn. Khi nào mà Hạnh viết xong thì Hạnh sẽ hỏi coi mọi người là xong chưa nha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng đó, thì chúng ta biết cái dòng lịch sử thì nó tiếp theo. Thành ra là sau khi mà Môi-se qua đời thì chúng ta biết là đến đến thời kỳ của Giô-suê dẫn dân sự vào đất hứa nha. Ok rồi, xong rồi chúng ta đến sau khi Giô-suê qua đời thì đến thời cả đại của các thẩm phán để mà cai trị đất dân Israel. Thì trong đó chúng ta biết là có những người rất là nổi bật như là Gideon, Samson, những cái câu chuyện đó là ghi trong sách thẩm phán, phải không? Rồi sau đó, là chúng ta kế sách thẩm phán đó là sách Ruter, là câu chuyện của một người phụ nữ Moab góa chồng nhưng mà quyết đi theo và thờ phượng Chúa của gia đình chồng và bà trở thành tổ mẫu. Rồi con giỏi quá. Còn rồi cảm ơn Thảo Nguyên nha con đã. Đó thì là cái câu chuyện Ruter là xảy ra vào trong thời kỳ các thẩm phán, thành ra là chúng ta có các câu chuyện của Ruter phải không. Rồi sau đó chúng các người dân Israel thì nhìn các dân tộc chung quanh thì lại nói là ủa tại sao mình lại có tại sao người ta có vua mà mình không có vua vậy, vậy là mình thua người ta, thua thiệt người ta, vân vân. Thành ra là họ họ đòi một một vua, họ đòi vua để mà cai trị họ. Thì Chúa thì Chúa rất là không vui, là thực sự là đau lòng trước chuyện đó. Thì Chúa nói Chúa muốn chính Ngài là vua của họ, nhưng mà họ đã từ chối Chúa bằng cách họ muốn đòi một cái người vị vua để mà cai trị họ. Thành ra chúng ta thấy là đó là bắt đầu thời kỳ của Chúa gọi tiên tri Samuel, phải không ạ? Thành ra cho đó là chúng ta có sách 1 Samuel, 2 Samuel kể về câu chuyện vua Saul đã được chọn như thế nào, là vua Saul là vị vua đầu tiên của Do Thái, nhưng sau đó ông bất tuân mạng lệnh của Chúa, ông làm những điều mà trái ngược với sự dạy dỗ của Chúa, thành ra Chúa coi như là cách ông và nói với Samuel là phải kiếm một một người khác để mà thay thế cho Samuel. Mới đầu con chút nữa là để cô giải thích cái khác nhau của các vua và sử ký để mình biết. Thì khi mà 1 Samuel, 2 Samuel thì nó nói về những cái câu chuyện là vị vua đầu tiên là Saul, nhưng vị vua vĩ đại nhất và có công thống nhất đất nước là vua David, phải không? Tại vì vua David là người mà thống nhất cả miền Nam và miền Bắc. Chứ trước đó thì là chỉ có một bên là theo vua Saul mà thôi. Rồi sau khi vua Saul chết thì là họ theo con trai của vua Saul. Nhưng mà sau khi vua Saul
sau khi vua David lên thì họ coi như là miền Bắc họ thuần phục vua David, và vua David coi như là thống nhất nguyên cái nước Do Thái. Cái đó là thời kỳ gọi là vàng son nhất của dân tộc Do Thái, đến nỗi bây giờ chúng ta biết là cái cờ mà của Do Thái đó thì họ cũng là cái cờ mà có cái ngôi sao là ngôi sao David, là tới bây giờ dân Do Thái họ vẫn coi như là thờ phượng, mà coi như là tôn quý vua David là một bậc anh hùng từ trước đến nay không hề có trong trong lịch sử đó. Thì sau nhưng mà sau khi vua David qua đời thì Solomon thay thế, thì sau đó nó là nó một các vua, hai các vua đều kể tiếp tục chuyện của hai, và sau khi mà Solomon chết thì đất nước lại bị chia đôi một lần nữa, ra miền miền Bắc và miền miền Nam. Thì một các vua, hai các vua kể về những cái câu chuyện mà các vua của miền Nam, các vua của miền Bắc đã thất bại như thế nào, có người thành công, có người thất bại như thế nào, nhưng cuối cùng đều dẫn đến sự sụp đổ của toàn nước Do Thái. Đó là nhờ khi mà miền Bắc là bị mất nước trước, rồi sau đó miền Nam là Juda bị mất nước và đưa đến cái cuộc lưu đày đầu tiên của người Do Thái. Thành ra còn sử ký đó, con nhớ vậy nè, tại vì tất cả những cái kia đó là nó chỉ kể là những cái câu chuyện từ các vua này kia, nhưng mà sử ký đó là nó kể lịch sử của Do Thái từ thời Abraham chứ không phải là từ thời kỳ các vua mà thôi nha. Thành ra chúng ta nhớ cái thứ từ đó đó, thực ra nó là từ từ thời sáng tạo đó, là lịch sử của coi như dân tộc Do Thái đó. Thành ra một sử ký, hai sử ký là một số những câu chuyện nó có gọi là cái gì, thêm nhiều chi tiết thêm này kia, nhưng sở dĩ mình dễ rất là lộn. Chính cô Hạnh từ trước cũng vậy, nói ủa một các vua, hai các vua rồi sao một lại một sự ký ra sao mà giống như là repeat vậy ha. Nhưng mà thiệt ra đó là chúng ta phải nhớ đó, cái kia là chỉ là các vua thôi, nhưng sự ký là lịch sử dân tộc của Do Thái từ thời chưa có vua, tức là thời lập nước đó, từ thời đầu tiên. Thành ra chúng ta thấy có một sự ký, hai sự ký, và cuối cùng đó là nó cũng chấm dứt tới cái lúc mà dân hai cả hai nước, Israel phía Bắc, Judah phía Nam, các vua đều bị thất bại, đều bị và bắt đi làm phu tù hết và đất nước tan rã. Thành ra chúng ta mới thấy có cái câu chuyện tiếp theo là Ezra, phải không? Ezra là một trong những gọi là những cái nhóm người đầu tiên được phép cho trở về để mà xây dựng lại thành Jerusalem sau 70 năm. Thì chúng ta biết ông Ezra này cũng là một người thông thạo kinh luật, rồi ông cũng đọc, ông cũng thiết lập lại, bắt đầu xây dựng lại đền thờ, thiết lập lại luật pháp theo mà những cái mà trước đây dân Israel đã bỏ, và coi như là 70 năm phu tù. Thì dĩ nhiên họ theo những cái gọi là những cái luật lệ của nước của Babylon, chứ họ đâu có được theo được những cái luật lệ mà trước đây mà Chúa đã truyền cho họ. Thành ra đó là thành ra năm mới tới thời kỳ là và cái người thứ hai cũng ở trong cái thời đó là ông Nehemi, phải không? Thì là ông Nehemi coi như là một cái quan tổng trấn, và được rất là được yêu ái, nhưng mà lòng ông luôn là hướng về Jerusalem, và ông đau lòng khi mà thấy Jerusalem bị sụp đổ. Thành ra những cái bức tường của nó coi như là bây giờ là toàn là những cái con gì nó bò lên rồi nó phá rồi này kia, không ai thờ phượng, thì ông quá đau lòng. Thành ra ông mới xin với lại vua để mà ông được
trở về và xây dựng lại thành Jerusalem. Và cái điều mà ông cầu xin đẹp lòng Chúa, thành ra là Chúa và đẹp lòng vua nữa, thành ra là ông được trở về và bắt đầu công cuộc kiến thiết lại cái thành Jerusalem. Thì có một cái câu hỏi này là hồi hôm trước đó là mọi người cũng thắc mắc mà chưa hỏi được tại vì không có mục sư, nhưng mà ở đây là mọi người anh cũng nói là mọi người cứ thắc mắc cái tên Nehemi á là rất là ít ai lấy đặt cho con, mà không biết là vì lý do gì mà trong cả trăm anh hùng rồi này kia nhân vật của Kinh Thánh mà mục sư lại chọn Nehemia để đặt tên cho con đầu lòng vậy ạ. Dạ, tại vì ra như như câu hạnh nói đó, cái nhân vật Nehemi là một cái nhân vật sống không ở trên đất nước của mình, nhưng mà lại là có tấm lòng cho dân tộc của mình. Cho nên thực ra thì mục sư có cái lòng ước ao là cho công việc Chúa ở tại Việt Nam. Cho Amen. nên là mục sư ước ao là con của mình có thể là nó không có sống ở trên đất nước Việt Nam của mình, nhưng mà biết sao Chúa lại cho nó có cơ hội để nó trở về, nó làm một điều gì đó cho dân tộc của mình. Cho nên là mục sư không phải chỉ là cái tên, nhưng mà cái đặc biệt của cái nhân vật Nehemi nó có tính cách đó, tức là trở về xây lại tường thành sụp đổ của Jerusalem. Cho nên là tự nhiên mình nghĩ tới cái cảnh mình sống ở xứ người, nhưng mà cái lòng mình vẫn nghĩ cho dân của mình để mình có thể trở về làm một điều gì đó. Thì một sư khao khát cái điều đó thì đặt tên cho con là Nehemiah. Mà cái chữ Nehemiah á, nó cũng rất là đặc biệt, là Nehemi á, là có nghĩa là an ủi. Cho nên á, là người ta nói á, mình học cái sách Nehemi á, là mình sẽ thấy cái công việc của Nehemi làm á, nó giống y như công việc của Chúa Thánh Linh vậy đó. Tức là công việc của Chúa Thánh Linh là chỉ ra là cáo trách, công việc Thánh Linh là an ủi, công việc của Thánh Linh là rình lành. Thì mình thấy nó có cái hình bóng của Nehemi ở trong cái hình bóng của Chúa Thánh Linh đó. Thì thành ra đó là người ta nói là mình học cái sách Nehemi, mình có thể học thấy được công việc của Chúa Thánh Linh. Thì đó là những cái điều mà mục sư suy chọn để đặt tên cho con trai là Nehemi. Học tạ ơn Chúa, cảm ơn mục sư giải thích. Thành ra mình nghe như vậy mình mới hiểu ha. Đó là cái tấm lòng của những người ở phương xa, nhưng mà lại con luôn luôn nghĩ đến cái dân tộc đất nước của mình và muốn coi như là phục hồi lại hay là làm cho sao cho đất nước của mình lại được thờ phượng Chúa và được phước nữa. Thành ra cái đó là câu chuyện của cậu ông Nehemi ha. Rồi và cái sách cuối cùng của các sách lịch sử đó thì là câu chuyện của bà Esther, phải không? Thì cái câu chuyện này thì chúng ta thi Kinh Thánh mấy lần luôn rồi, thành ra là chúng ta đều rất là gọi là gì đó thông thạo, và có hành bánh nhớ cái kỳ thi vừa rồi có cái phần mà thi mà hình đó, thì có cái hình là ông mặc đô chê đó, thì là có cái hình như là cái tiền đô la nữa rồi kia là mọi người cứ đoán là cái đó là ông mặc đô chê, nhưng mà đúng là theo cái cách đọc của người Việt Nam. Rồi như vậy là chúng ta là qua được 12 sách của lịch sử cộng 5 sách trên đó là chúng ta được 17 sách rồi đó, là gần gần một nửa của cựu ước rồi đó các anh chị em. Thành ra là mình đi như vậy mà, nhưng mà Hành nghĩ là mình cứ nghe đi nghe lại nghe riết rồi chắc là nó cũng phải 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 thấm một chút nào đó. Rồi nha, rồi.
Vậy bữa nay bây giờ đó là mình sẽ qua cái bài bài ngày hôm nay của mình nha. Để mình coi, không biết đâu rồi. Rồi mọi người chờ chờ hẳn chút nha, sao bây giờ nó lại không có đi ra đây. Ủa, cái này không phải nãy hành toán mà sao hình như sao đó, hình như không phải. Đợi hẳn chút, đợi hẳn đi vô vô cái Gmail này. Để mà oh no, không phải, sorry mọi người. Ok, tự nhiên nói lại cái đó, cái file cái slide chứ ha, cái slide này. Slide, ok. Rồi bài số 4. Rồi, yeah. Rồi, mọi người thấy được rồi phải không? Mọi người ơi, có thấy được cái bài bài số 4 mà Hành để lên không? Thấy rồi, ok, rồi, mình cảm ơn. Nha, thì bây giờ đó là chúng ta, nhờ mình cứ chia ra vậy đó, nó cũng dễ nè. Năm sách Ngũ Kinh, 12 sách lịch sử, rồi tiếp tục lại 5 sách văn thơ, phải không? Thành ra đó là 5, 12, 5. Và lát nữa là 17 là xong, xong kiểu ước. Là chúng ta cũng thấy dễ ha. Rồi bây giờ là chúng ta qua 5 cái sách văn thơ này. Thì cái sách văn thơ này đó là nó là gọi là như là một cái collection, mà như là một cái mà chút nữa chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy là nó được viết ở trong nhiều thời đại khác nhau này kia, nhưng mà nó nếu mà nói gọi là những cái sách mà tương đối mà gần nhất với lại cái mà những cái triết lý của con người hay gì vân vân đó, thì những cái sách văn thơ này nó rất là gần gũi với lại những cái triết lý chung mà chúng ta hay nghe ở trong trong coi như là trong cái cuộc sống, trong những cái gì xung quanh chúng ta. Thì năm cái sách văn thơ này thì chúng ta biết đó, là có thứ nhất là sách Gióp ha, rồi sau thứ hai là chúng ta có Thi Thiên, rồi chúng ta Thi Thiên thì có chỗ gọi là Thánh Thi ha. Từ hàng có viết những cái Psalm là tiếng Anh để đây để cho mọi người biết. Thì châm ngôn thì có người Hà Nội, châm ngôn thì nó là Proverbs phải không, là câu là Proverbs. Rồi truyền đạo, thiệt ra đó là truyền đạo, thì có chỗ thì gọi là dịch là giáo huấn nha. Hành xin lỗi, Hành biết thì cái này là hơi lộn. Truyền đạo có chỗ gọi là giáo huấn và nó là Ecclesiastes, là cái tiếng Anh. Rồi sau đó là cái sách cuối cùng của năm cái sách này là Nhã ca ha, là Song of Songs. Đó thì chúng ta thấy là gió, rồi Thi Thiên, châm ngôn, truyền đạo, Nhã ca. Thì ngày hôm nay chúng ta học thử năm cái sách này nói chung nói về về cái gì. Thì cái sách đầu tiên chúng ta học đó là chúng ta biết sách sách nói về ông Gióp ha, ông Gióp. Ông Gióp này khi mà chúng ta đọc cái từ những cái hàng đầu tiên thì chúng ta biết là quê quán của ông đó là cùng với lại quê quán của Abraham, tất cả anh chị em, là ở cái vùng Ur, là cái vùng mà của ngay bây giờ đó là của bên xứ Iraq, mà hình như cách đây 1 hay là 2 năm gì đó thì Hạnh có thấy một cái sự kiện là như là ông Đức Giáo Hoàng bây giờ đó là có đến cái thành Ur đó
giống như là để mà vinh danh honor cái tổ phụ của Đức tin á, thì và người Iraq bây giờ đó họ cũng cố gắng để mà làm sao mà biến thành một cái kiểu mà gì đó du lịch hồi hương đó các anh chị em, làm để mà thu hút những người cơ đốc nhân để mà về về lại cái cội nguồn đó là của Abraham, đó là tổ phụ đức tin của chúng ta, đó là cái vùng là cái vùng mà ông gióp cũng cũng ra đời ở đó. Thì Hạnh nói thì Hạnh luôn khao khát là nếu mà có dịp Chúa cho là Hạnh cũng muốn được đến những cái nơi đó để mà giống như là mình thỏa cái lòng mình ước ao vậy đó. Thì cái quyển sách gióp này đó nó nêu lên những cái câu hỏi và nói về những cái đề tài rất là phổ thông, luôn luôn xảy ra mà con người luôn luôn có câu hỏi. Thì mà ở đây chúng ta có thể liệt kê ra vài cái chính, là tại sao người công bình chịu khổ, tại sao mà cái người không phạm tội gì cả mà giống như là bị trừng phạt, rồi gặp hoạn nạn, hay là rồi nó cho chúng ta một cái cánh cửa để chúng ta nhìn thấy thì trong cái hoạn nạn đó đó nó ảnh hưởng như thế nào đến những mối liên hệ giữa những con người và con người. Thí dụ hoạn nạn sẽ đưa đến điều gì trong hôn nhân giữa vợ với chồng, rồi hoạn nạn sẽ làm cho bạn bè đó là như thế nào, chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ hỏi là nếu mà bây giờ chúng ta nói là chúng ta không hiểu được ý của Chúa thì chúng ta phải làm gì khi mà chúng ta không hiểu được ý của Chúa. Rồi cái câu kế tiếp đó là khi mà cái trong cái câu chuyện của Gióp á là nó có những cái vấn đề đó là khi mà một người bị hoạn nạn thì là bạn bè thì dĩ nhiên là cũng có lòng thương bạn mình rồi này kia vân vân, nhưng mà đến đến an ủi Gióp nhưng mà cuối cùng á lại làm giống như là làm cho ông cái là gọi là gì depressed thêm, làm ông thấy 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 cái là đau khổ thêm, chẳng những là không có khuây khỏa gì hết nhưng mà lại thấy đau khổ thêm. Thì bây giờ như cái nếu mà chúng ta phản ảnh lại cái điều này trong đời sống của cơ đốc nhân thì khi chúng ta thấy một người anh em của mình thấy không không hẳn là người trong Chúa hay là người không trong Chúa nhưng mà gặp hoạn nạn thì chúng ta khuyên giải người đó như thế nào? Hạnh nói một chút nữa rồi là khi mà hoạn nạn đó các anh chị em là cái lúc mà nó cho chúng ta thấy cái tôi của mình rõ nhất. Hạnh nhớ có một cái câu không không biết là địa chỉ ở đâu nhưng mà chắc chắn là ở trong hình như năm sách Vũ Kinh không biết sách nào, nhưng mà Chúa nói đó là Chúa giống như là Chúa đưa con người á đến cái chỗ mà cái đáy như là cái giống như là cái đáy của biển đó, khi mà cái bão tố đó cuồng phong nó nổi lên á nó phải mạnh cỡ nào thì nó mới lôi hết được lên bờ những cái mà ở tận đáy của biển. Thì hoạn nạn cũng vậy, khi mà hoạn nạn càng dữ dội bao nhiêu thì nó lại càng cho chúng ta biết con người thực của chúng ta là như thế nào và nó phản ánh cái quan điểm sống của mình nữa. Rồi cũng giống như là khi mà ông Gióp ông nói ông chẳng những đã làm điều đúng mà ông còn làm điều những điều mà cho con của mình, mà Hạnh ấy thấy rất là thương là những khi mà đọc cái những cái chuyện mà ông cũng không biết là con của ông cũng sẽ gọi là nó có làm cái điều gì mà phạm tội với Chúa hay không, ông không biết nhưng mà ông vẫn dâng cái những cái của lễ tế lễ này kia cho con mình để mà giống như là
giống như là anh nghĩ nó giống như là một cái áo để mà bao cho nó vậy đó. Nếu mà nó lỡ có làm điều gì đó thì nó cũng không có phạm tội cùng Chúa quá. Thì Hằng thấy là những cái tư tưởng của ông như vậy bây giờ phản ảnh qua đời sống của chúng ta, nhiều khi mình không biết là con của mình nó có làm gì không, phạm tội cùng Chúa không, nhưng mà chúng ta có cover con mình ở trong những cái lời cầu nguyện, hay là cover con mình ở trong những cái lời mà xin mà để mà giống như là cover được nó ở trong những cái gì mà sai phạm có thể xảy ra. Rồi cái cuối cùng đó, thì cái quan điểm sống của ông Gióp cũng cũng mới đầu cũng rất là hay phải không? Chúng ta cái nghe cái câu hỏi đó là gì? Tôi trần truồng là phải lòng mẹ rồi, tôi sẽ trần truồng mà về thì Đức Giê-hô-va đã cho, Đức Giê-hô-va lại lấy đi, chứ tôi vẫn tạ ơn Chúa, vân vân và vân vân. Đó thì nhưng mà chúng ta thấy là cũng có những cái chẳng những là ông bị lấy đi tài sản, lấy đi con cái, nhưng mà ngay cả cơ thể cũng bị hành hạ, thì là có những lúc ông cũng rủa xả cái ngày sanh của ông, nói tôi sinh ra để làm gì mà tôi khổ như vậy, thì cái rủa xả ngày sinh của mình thì tức là rủa xả chính Chúa, tại vì chính Chúa tạo ra mình, chính Chúa sinh ra mình từ trong lòng mẹ, chứ đâu phải là chỉ là cha mẹ mình cho mình ra đời. Thành ra mà một cái điều nữa là chúng ta để ý đó là Chúa không trả lời nha. Chúa không trả lời là tại sao con lại bị như vậy, tại sao hay là nhờ trả lời Chúa cũng không cần phải là biện minh cái việc của Ngài. Nhưng mà Chúa cho ông thấy cái quyền năng của Chúa và Chúa cho ông phục hồi sau cái hoạn nạn. Thì chúng ta thấy cái đó là nói chung về cái câu chuyện của sách Gióp. Mà có một cái điều này đó, Thành nghe, Thành thấy, Thành có nghe một người nói, mà nó cũng làm Thành suy nghĩ lắm các anh chị em. Thành muốn chia sẻ ở đây. Thành có, thì cái cô đó thì cũng ở trong trong nhà thờ với Thành, ở Việt Nam đó. Thì khi mà học cái câu chuyện của Gióp rồi đó, thì sau đó là, dù là các con cháu chết hết, nhưng mà sau đó ông được phục hồi, lại có thêm những người con khác, rồi lại giàu có rồi này kia. Nhưng mà cái cô đó mới nói với Hằng gì là không, con ạ, cô không không thích như vậy, cô vẫn thương những đứa con mà cô có hơn, chứ đừng có nói là bây giờ lấy nó đi mà cho đứa khác mà cô thích. Thì chúng ta nghĩ sao? Mục sư ơi, mục sư có chút giải đáp gì, hay là có những cái phản ánh gì về câu chuyện của gió không, mục sư? Chắc chắn là có. Thật ra câu chuyện của Job rất là đặc biệt, giống như cô nói, trả lời nhiều cái câu hỏi mà ở thời gian này người ta đặt ra. Nhưng mà mình biết những cái câu hỏi mà cô vừa mới đề ra, suy nghĩ Chúa biết cái lượng đức tin của mình. Thật ra ông Job được kể là công bình, Chúa tự hào, Chúa khoe với lại Satan về đầy tớ ngay lành của ta. Và Satan nói là tại Chúa bảo bọc, Chúa nói thì ngươi cứ thử đi, miễn ngươi đừng có lấy mạng sống thôi, đúng không? Nhưng mà thật sự là ông Chớp là một cái người rất là đặc biệt, trọn lành ở trước Chúa. Cho nên ví dụ như bây giờ một người nào đó nói rằng tôi muốn giữ con của tôi chứ còn cho người khác, thì dĩ nhiên là nếu mà hỏi một sư cũng cũng sẽ nói tương tự như vậy, chứ đừng có nói bây giờ là mình không có đủ đức tin để chịu nổi thấy con mình chết rồi. Rồi xong rồi trừ khi nào thật sự là ngay cả bây giờ ví dụ như mình nói người thân mình qua đời đi, người thân mình ở trong Chúa, mình biết là về với Chúa đấy, chứ ví dụ như ngay cả ba mẹ mình là lớn tuổi qua đời đi không, mà mình còn thấy đứt ruột chứ đâu phải ấy đâu, mà trong lúc là nói là mấy đứa con ruột này mất đi để Chúa cho đứa tốt hơn. Nhiều lúc em nghĩ là Chúa cũng chọn người để làm chứ không phải người nào cũng cũng làm nổi. Theo em là vậy, theo mục sư là vậy.
Vâng, cái lúc một suy đó thì Hạnh Hạnh nghe cổ nói như vậy thì Hạnh nói là nhưng mà mình đâu có cái quyền gì để can thiệp vô cái chuyện của Chúa phải không ạ? Nhưng mà được công nhận đó một suy đó, cho nên cái chuyện của Job đó đâu có mà những cái tư tưởng như vậy đó Hạnh rất là thích, tại vì nó rất là thật, nó mà nó phản ánh cái thật của cái người đó, và nghĩa là không có nghĩ, chỉ có một chiều là ok thôi Chúa cho mất hết rồi Chúa cho lại, nhưng mà nó không không chịu rồi vẫn thương những người con trước hơn, ví dụ vậy. Thành ra nhưng mà nói chung thì dĩ nhiên là chúng ta cũng đâu có thể nào mà can thiệp được vào những cái mà công việc của Chúa, và có những cái đó mà Hạnh vẫn nhớ giống như hồi xưa mà, không phải hồi xưa là nói bậy rồi, là hôm có cái lần mà mục sư giảng đó là cũng nhiều khi cũng rất là khó hiểu tại sao hoạn nạn của mình lại trở thành linh hiển cho Chúa, tại sao cái ông đó mù là để cho danh Chúa được sáng, thì nó có những cái chuyện như vậy. Thành ra nó mà nó cũng Hạnh nghĩ nó cũng rất là hay, là để cho chúng ta có những cái suy nghĩ, và chúng ta tìm hiểu để mà chúng ta cứ hỏi Chúa đi, để mà chúng ta sâu nhiệm với Chúa hơn. Nếu mà chúng ta có những cái thắc mắc như vậy thì Hạnh nghĩ cũng là cái chuyện tốt thôi. Nhưng mà rồi bây giờ Mục sư nghĩ một một cái điều mà mình học được thực tế trong sách Chớp đó là mình không có đoán xét nhau, tại vì mình không có biết được. Thường á là cái con người của mình bình thường mà mình cứ thấy người nào gặp nạn thì mình cứ nghĩ người đó chắc sống ác mới gặp nạn. Giải đúng thích rồi. theo cái kiểu của những cái tôn giáo khác. Nhưng mà thật ra thì trong trường hợp của Chớp là ổng rất là trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Cho nên là nãy cô nói vợ ổng chịu không nổi, bạn bè cũng không tin, nó là một cái vấn đề rất là lớn. Nhưng mà mình học cái bài học đó thì mình mới biết rằng mọi việc xảy ra trên cuộc sống của người khác chỉ có Chúa biết. Cho nên Chúa kêu mình đừng có đoán xét để mình khỏi bị đoán xét, chứ mình đừng có vội vàng kết luận là người đó là có như tệ hơn mình cho nên mới bị vậy, chưa chắc đâu. Tại nhiều lúc Chúa nói là không có cái sự thử thách nào quá sức chịu đựng. Chúa biết cái người đó chịu nổi, Chúa mới cho. Còn mình mà sở dĩ không gặp là tại vì Chúa biết mà cho ra cho mình là mình té ngửa liền, chứ không phải là mình giỏi gì đâu. Nên nó có thể là như vậy, cho nên là mình đừng có ngồi đó mà đoán xét người ta. Theo mục sư thấy vậy. Đúng rồi mục sư, amen thưa ta, chắc chắn đó. Chứ mà bởi vậy thành ra khi thành trở lại cái câu lúc nãy mà có thể mình không có thời giờ để mà có thể nói, nhưng mà như vậy khi chúng ta khuyên giải gì khi mà chúng ta gặp, chúng ta thấy những trường hợp đó, thì hành nghĩ cái đầu tiên đó mà mình có thể làm đó là mình lắng nghe thôi. Cái mà đôi khi đó là cái chỉ cần cái sự hiện diện, cái sự chân thành của mình mà lắng nghe thôi, chứ cũng đừng có mà cố gắng giải thích Chúa. Hành thấy có rất là nhiều người đó là gọi là cố gắng giải thích Chúa, mà nó lại đi đưa đến những cái hậu quả ngược lại, tại vì những người đó họ chưa sẵn lòng và họ chưa có thể nào mà có cái gọi là cái level hay cái trình độ để mà họ nắm được những cái chuyện đó. Thành ra nhiều khi chúng ta nói đó, giờ người ta bị vậy cái mình nói là ồ cái đó thôi, chắc là cái đó là ý Chúa, hay là bạn có làm gì sai không thì hãy ăn năn đi hay gì đó, thì hành đấy những cái đó là gọi là giống như là bạn của Job phải không, là Chúa Job nói sao là những cái người bạn vô ích chứ, chẳng những cái bạn vô ích mà còn là vô tích sự, mà còn là làm cho người ta đau khổ thêm nữa đó. Thành ra nhưng mà thôi chúng ta cứ gần với Chúa để thấy Chúa gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta biết biết nói cái gì hay là không nói cái gì, biết làm cái gì hay là không làm cái gì, vân vân. Dĩ nhiên là cái nguyên một cái những cái đề tài này nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, nhưng mà mình tạm lại vậy nha. Rồi có gì làm
Thì đó là cái câu câu chuyện, cái sách đầu tiên của văn thơ là sách Gióp. Bây giờ mình đi qua sách thứ hai. Thì sách thứ hai này đó là nó được sáng tác bởi Thanh Thi, là một cái sách là nó giống như nhiều khi mình đọc đó, như một bài thơ phải không? Có cái mở đầu, có cái kết luận này. Thiên ham ba thì ai cũng thích, dù tôi đi trong chuồng bóng chết thì gì gì nó thành ra, nói chung Thánh Thi là một cái sách thi ca và cầu nguyện, được sáng tác bởi nhiều tác giả khác nhau, trong một thời gian dài để sử dụng trong các lễ đền phường của người Do Thái. Và trong đó thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái thánh thi mà của ông vua David. Thì cái sách thánh thi này nó có tới là 150 cái chương, là dài nhất, mà nó lại bao gồm rất là nhiều chủ đề. Thì nó cũng giống như trong cái cuộc sống của chúng ta đấy, có lúc chúng ta ngợi ca, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm tạ, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta gọi là gì, ta thán, rồi chúng ta nguyền rủa, xin trừng phạt kẻ thù vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy cái đó là trong cái sách của Thánh Thi, hay là có người gọi là Thi Thiên. Mà cái này nó cũng được viết theo cái thể mà giống như là dễ mà đối đáp đó. Thành ra hồi xưa đó, ở nhà thờ Cơ Đốc đó, hay có cái phần mà gọi là ứng đọc kinh thánh đó, thì rất là hay trích cái sách thánh thi thi này. Rồi giờ hành đi tiếp nha, để cho không có kể giờ mình đó. Rồi cái châm ngôn thì cái sách châm ngôn đó là một cái tuyển tập những cái lời dạy dỗ khôn ngoan về mọi vấn đề trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhiều cái câu châm ngôn rất là ngắn gọn, xúc tích, nói lên những cái giá trị đạo đức tốt đẹp như là khiêm nhường, kiên nhẫn, trung tín, không có gian tham rồi này kia, siêng năng rồi kia. Thì những cái điều đó là được nhấn mạnh trong châm ngôn. Và trên hết mọi sự thì một cái câu ở trong châm ngôn rất là nổi tiếng mà chúng ta biết, đó là kính sợ Chúa là khởi đầu cho mọi tri thức, mọi sự khôn ngoan mà con người có thể có được. Khi mà có nhiều có thời gian, có người hỏi hẳn là thí dụ bây giờ đọc kinh thánh thì đọc sách nào trước, thì có những lúc hẳn khuyên họ nên đọc châm ngôn. Tại vì cái châm ngôn đó, nó nói lên những cái giá trị mà nó rất là gần với những giá trị chung của nhân loại, những cái đạo đức đó, như là cái sự những cái moral này kia, nó rất là hay, nó rất là gần gũi. Thành ra là hành nghĩ đây cũng có thể là một cái sách đầu tiên để nó bắt cầu qua những cái sách khác, nó mo về thực sự châm ngôn không có gì là thần học cao cấp hay gì, nhưng nó là một cái cánh cửa để mà người ta đi qua, để mà người ta có thể vào, rồi người ta có thể làm quen với những cái đề tài khó hơn ở trong kinh thánh, cái đề tài lạ hơn, khó hơn ở trong các sách khác. Thì đối với hẳn hẳn nhìn châm ngôn là như vậy. Và mời với mục lại sư. châm ngôn nó có 31 đoạn, cho nên cứ ngàn đoạn là xong nguyên tháng. Dạ vâng đó, dạ mà nó dễ đọc với mục sư ha. Thành ra hẳn thấy nó rất là dễ đọc, rất là gần gũi. Thành ra nó cũng dễ đi, dễ cho người ta mà làm quen với kinh thánh là như vậy. Dạ vâng, lúc nào còn mục sư có ý gì, dạ xin mục sư cứ tự nhiên đây. Rồi bây giờ hành qua cái sách gọi là truyền đạo hay là giáo huấn. Thì cái sách này đó, nhiều người cứ nói ủa tại sao cái sách này nó toàn là cái triết lý mà giống như gọi là cái gì vô thường, mà con người rất là quen thuộc phải không? Cuộc đời vô thường quá rồi, cái này cái kia gì mà nó lại ở trong kinh thánh. Thì cái phần này hành đọc cái phần mà hành ghi chép được ở đây, thì mà hành thấy cái này cũng giải thích cũng hay, là sách giáo huấn ghi lại những tư tưởng của một triết gia
một người suy tư sâu xa về đời sống ngắn ngủi và đầy mâu thuẫn, một đời sống bí hiểm đầy những bất công bực bội, và ông kết luận rằng thật khó hiểu, đóng ngoặc mở ngoặc. Con người cũng không thể hiểu nổi các đường lối của Đức Chúa Trời, đấng kiểm soát số phận loài người. Dù vậy, tác giả khuyên loài người nên cố gắng làm việc, phải không? Tận hưởng những ân huệ Đức Chúa Trời ban cho bao lâu họ còn sống. Rồi một số các tư tưởng trong sách có vẻ là tiêu cực và đôi khi buồn thảm. Nhưng sự kiện sách này là một phần của Kinh Thánh cho thấy niềm tin theo Kinh Thánh là một quan niệm rộng lớn đủ để chứa cả những tư tưởng bi quan và nghi ngờ. Nha, Chúa không sợ chúng ta bi quan nghi ngờ. Phải không ạ? Thành ra chúng ta nhiều người đã được an ủi nhiều khi thấy hình ảnh chính mình trong sách giáo huấn, và họ cũng khám phá ra rằng chính Kinh Thánh ghi chép những điều bi quan này cũng là Kinh Thánh mô tả niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời và đem lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống. Khi mà cái ai mà đọc cái sách truyền đạo giáo huấn này, cái gì đó vò vò nước vò mỡ ra bên giếng rồi con người trở về bụi đất rồi kia, nhưng mà tất cả kết luận là thì trong khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta cứ cứ ăn mặc vui hưởng, nhưng mà nhớ một điều là Chúa sẽ đem xử đoán, sẽ đoán tất cả những cái công việc đó, dù là kín nhiệm hay là không, dù là có người biết hay là không. Mục sư ơi, có cho mục sư có gì để nói thêm về sách này không ạ? À? Dạ một câu thôi, tại vì cái sách truyền đạo này như cô nói, mình mà đọc mình cứ thấy ông nói cái giống gì cũng hư không hết, nhưng mà mình biết á, mình nên biết là cái quyển sách này là được viết bởi cái người mà Chúa gọi là khôn ngoan nhất, tức Dạ đúng. là trước đó cũng Tôi không đồng ai tình ạ. khôn bằng mà sau đó cũng không ai khôn bằng, nhưng mà rồi chính ông là cái người mà được mọi sự giàu có thì lại nói là giàu có là hư không, là cái người được hết mọi địa vị, mọi quyền bính, nhưng mà cuối cùng ông vẫn cho thấy rằng tất cả đều là hư không. Để cho mình thấy là ông trình bày cái sự khôn ngoan không phải chỉ trong triết lý mà trong trong kinh nghiệm cuộc đời của ông viết lại để cho mình thấy là cái giá trị nó lớn hơn là ở trong đời này. Cho nên là cái đó nó có cái thú vị là mặc dù ổng là cái diện của nó hư không, nhưng mà thực ra ổng là cái người mà có hết mọi sự nhưng mà ổng luận ra, ổng mới luận ra được. Ví dụ như mình nói, ví dụ như một chi trường mà nói tôi không có màng giàu có, ông có giàu nào đâu màng đâu vậy, phải không? Còn ví dụ như là Salomon, và ông nói là mọi chuyện hư không mới là đáng, tại vì ổng có là mọi sự, ổng mới nói mọi sự hư không. Thành ra nó cái hay ở chỗ đó. Dạ vâng, đúng đúng thiệt là vậy. Tại vì đó thì chúng ta cũng biết là có những người đó mà giống như là nhiều khi đó cứ cứ gọi là chúng ta có quyền có nghi ngờ, chúng ta có quyền có câu hỏi, nhưng mà đừng có để những cái điều đó nó bó mình lại, mà nó chỉ quẩn quanh như vậy. Mà chúng ta cũng phải hiểu là chính Solomon thì hồi trước là được khôn ngoan, được mọi thứ tài chi như vậy, nhưng mà về sau là ông như là cái người lấy nhiều vợ nhất, và những cái điều đó là cũng không hề tốt chút nào, thì chắc mấy bà vợ là gọi là tranh cãi nhau quá, thành ra ông thấy mệt mỏi quá, ông thấy nhiều vợ cũng thành hư không luôn. Phải có nhiều vợ mới thành triết gia đó. Giờ mới thành triết gia đó mục sư, đúng là vậy. Người ta nói đó, dạ người ta nói một đó là mình được hạnh phúc, hai là mình thành triết gia, là vậy đó. Rồi, cái sách cuối cùng ở trong năm cái sách văn thơ đó là Nhã Ca. Thì mà hành đang tức cười nghe cho nói chuyện như sách Nhã Ca này là hành nhớ tới cái Thảo Nguyên với Trang đi nhớ bác ảnh đó, là ông ảnh hồi xưa cũng là trưởng lão ở trong hội thánh. Ông mất rồi, nhưng mà khi mà nói tới cái sách này ông nói thôi tôi không có đọc đâu, sách nó đọc mắc cỡ chết mồ, tôi đọc một cái là tôi đỏ mặt lên này kia,
Tại vì sao? Tại vì á, nó nói lên những cái điều mà gần như là gọi là cái gì, intimacy, phải không? Những cái đối đáp giữa người nam và người nữ khen nhau rồi, nói về ngực rồi nói là cái kia rồi kia đó là nam nha. Nhưng mà nhiều khi á, chính Hạnh cũng không biết rõ nha, nhưng mà cái này là Hạnh Hạnh đọc từ mọi người đó là, thì cái sách này nó chỉ có 6 bài nhã ca thôi, nó theo kiểu đối đáp giữa người nam và một người nữ mà say mê nhau, đê mê đắm nhau trong tình yêu. Nhưng mà họ coi như là các nhà diễn giải kinh thánh thì nói rằng là những cái bài ca này thường được giải thích như là hình ảnh nói lên mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, cái tình yêu Ngài, cái sự thánh thiết Ngài Ngài dành cho con người. Và có những cái gọi là những cái lời khuyên là phải bắt những cái con chồn nhỏ, tại vì dù là nó nhỏ nhưng mà nó có thể phá này cái vườn của mình. Trong những cái cuộc hôn nhân cũng vậy, dù là có những cái chuyện nhỏ nhưng mà chúng ta phải chặn đứng liền, chứ không thôi nó gây lên những cái điều tổn hại về sau. Mục sư ơi, bây giờ bài này sách Nhã Ca mục sư nói gì chút không ạ? Sách Nhã Ca là thi văn cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Dạ đúng. Dạ. Dạ. Đáng tiếc lắm. Thật ra thì mình phải hiểu trong cái ý nghĩa hình bóng á, như cô nói thì mới hiểu được. Dạ. Nhưng mà phải nói là trong cái ngôn ngữ của cái mối quan hệ mật thiết vợ chồng á, cho nên Dạ. là ông viết nó rất là văn chương, mà nó nhiều lúc nó cũng gợi gợi hình ở trong đó nữa. Quá trời lời hình mùa sơn. Dạ. Thành ra dạ nó là vậy. Dạ rồi, coi như là giờ chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta qua được năm sách phải không, năm sách văn thơ, là chúng ta bắt đầu một sách gió, rồi chúng ta qua thi thiên, chúng ta châm ngôn rồi truyền đạo và nhã ca, thì Hạnh hy vọng là cái bài dạ Mục sư phải nói lại cái sách Nhã Ca nãy mục sư nói vui ta nghe, chứ dưới 16 tuổi chứ không đọc kinh thánh đi. dạ vâng, mục sư nói thêm về cái sách này. Dạ. Không, trong nãy mục sư chỉ nói cái ý đâu, tại nãy mục sư nói vui là cấm trẻ Dạ. em dưới 16 Dạ tuổi, nhưng không đừng có nghe vậy rồi về ôi vậy mình khỏi đọc. dạ vâng, thành ra Hạnh hy vọng là cái buổi học ngày hôm nay cũng giúp ích cho chúng ta đi qua được năm cái sách văn thơ này, chúng ta hiểu được có những cái sách coi như là Kinh Thánh bao gồm hết hết mọi thứ, không có phải chỉ là lịch sử của dân Do Thái, nhưng mà là những cái vấn đề về văn chương, những cái rồi đưa lên những cái câu chuyện, những cái câu hỏi muôn đời của nhân loại, những cái lời dạy khôn ngoan từ sách Châm Ngôn, rồi những cái lời dạy, những cái gọi là vô thường, những cái suy nghĩ gọi là vô thường về đời sống. Thì Hạnh, đối với Hạnh thì Hạnh thấy đó là nó cho chúng ta thấy Kinh Thánh rất là thật, và những cái người mà viết Kinh Thánh cũng rất là thật, họ sống rất là thật. Thành ra những cái điều đó nó đều xảy ra với họ, và nó ảnh hưởng đến họ đến như thế nào để họ có thể viết lên những cái câu chuyện như vậy, hay những cái phản ảnh, những cái triết lý như vậy, vân vân. Và Kinh Thánh cũng không ngại đưa đưa nó vào, Chúa cũng không ngại đưa nó vào sách của Ngài để mà Chúa nói rằng cái sự vĩ đại của Chúa có thể bao gồm hết, nhận hết tất cả những cái mà cái cảm xúc và hay là những cái điều gì mà câu hỏi hay nghi ngờ của con người đó thì rồi.